chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái giống lan, một cái loại lan mới. Giống lan mới ở đây là ý mình nói là mình mới cập nhật và đưa là mình quay video giới thiệu. Đó chính là cây lan hoàng hậu. Hai cái lan hoàng hậu mình mới vừa sưu tầm và đem về. Những ai chơi lan thì chắc hẳn nhìn hai cái lan chắc hẳn sẽ biết đây là cái lan hoàng hậu. Thì mình sẽ giới thiệu sơ cái lan hoàng hậu cho các bạn nắm thông tin về cái lan. Chứ hai cây này thì nó chưa có ra hoa. Lan hoàng hậu còn có tên gọi khác là vũ nữ hoàng hậu nha các bạn. Loài lan này có kích thước lá nó lớn, lá to, cây mọc thành bụi, có bụi dài đến 3 mét, rộng 4 mét. Cây lan hoàng hậu, cái chất liệu, chất để mình trồng cây lan đó chính là than hoặc là kết hợp với xơ dừa. Xơ dừa này các bạn, than kết hợp với xơ dừa, hoặc là mình không lấy than thì mình lấy xơ dừa, nó vẫn tốt nha các bạn. Xơ dừa ở đây thì cái chậu này mình sử dụng bằng xơ dừa không mà các bạn ơi. Như cái xơ dừa mình tách nó ra cho nó gọn đẹp vậy nè, nó vuông mình mới để vô cho nó bằng. Như ở đây các bạn nhìn nè, nó vuông như mình cắt cho nó ngọt á, cho nó bằng. Dừa để vô vừa với cái chậu để cho nó đẹp bắt mắt. Ngoài than hoặc là xơ dừa thì chúng ta có thể kết hợp với vỏ đậu phộng nha các bạn. Vỏ đậu phộng thì nó như vậy nè, vỏ đậu phộng nè các bạn. Đây, mình có thể kết hợp với vỏ đậu phộng. Mình có thể kết hợp với vỏ đậu phộng để vào các cái chậu lan. Tiếp theo là về chế độ tưới nước và phân bón. Nếu bạn có thời gian á, thì hãy tưới nước cho cây 2 lần trên một ngày vào mùa khô. Và những ngày bình thường á, thì các bạn có thể tưới vào buổi sáng hoặc là buổi chiều. Thông thường thì mình nên tưới vào buổi chiều. Còn mùa nào nắng mà khô quá thì các bạn nên tưới 2 lần trên một ngày. Về phân bón, thỉnh thoảng thì chúng ta nên bón phân NPK 20-20-20 trong thời gian cây đang sinh, thêm giã hành. Có lúc thì mình thêm một ít B1 để rễ cây ra được tốt. Nếu mà tốt hơn thì bạn tưới NPK cho cây lan hoàng hậu đều đặn hàng tuần để bổ sung cho nó khỏe cây. Tiếp theo là về điều kiện ra hoa. Điều kiện ra hoa thông thường á, lan hoàng hậu nó có khá nhiều giã hành trưởng thành khi nó sắp sửa ra hoa đó các bạn, thì nó có nhiều mấy cái giã hành. Đây các bạn thấy cái chậu này nè, là nó sắp sửa ra hoa nè, mọc lên rất là nhiều mấy cây giã hành ở dưới này. Tiếp theo là khi mà chuẩn bị cây lan hoàng hậu ra hoa đó các bạn,
thì mình nên giảm tưới nước trong khoảng 2 tuần để tạo một khoảng thời gian khô hạn cho cây. Nếu mà bình thường tưới nước mỗi ngày một lần á, thì nay mình để cách 1 đến 2 ngày mới tưới một lần. Mà mình tưới chỉ tưới vào rễ thôi, không tưới lá nha các bạn. Tưới vào rễ của nó. Đây, mình chỉ tưới vào rễ của cây, ở dưới cái gốc của cây lan hoàng hậu nè. Các bạn chỉ tưới vào rễ, không tưới vào lá. Đa số những cây lan đều như vậy, mình chỉ tưới vào rễ của lan thôi, hạn chế tưới vào lá. Vì rễ nó hấp thu nước, mình tưới lá, lá nó dễ bị sâu bệnh lắm. Sau thời gian giảm tưới, bạn tưới nước đều đặn trở lại và tưới phân có hàm lượng kali cao, giúp cho giả hành tạm ngừng sinh trưởng và mau chóng đạt trạng thái đủ già, tích lũy năng lượng để chuẩn bị cho cây lan hoàng hậu ra hoa. Các bạn lưu ý khi mà tưới nước cho cây lan hoàng hậu này, trước khi tưới phân, bạn nên tưới nước cho cây ướt đẫm khoảng 10 phút. Như vậy thì cây nó mới hấp thụ phân tốt. Nên pha chất bám dính sinh học vào nước trước khi hòa tan phân bón. Như vậy phân bón có tác dụng hơn, không sợ bị mưa rửa trôi. Khi cây ra chồi, các bạn quan sát nếu thấy chồi có bề dày. Chồi ở trên này nè các bạn. Nếu thấy chồi có bề dày và thân chồi khá tròn thì đó là chồi hoa. Chồi lá giả hành non, có thân đẹp, đầu chồi hình tam giác. Cái cây này thì nó chuẩn bị ra hoa thôi, nó chưa có hoa cho nên mình chưa có thấy cái chồi rõ của cây lan hoàng hậu này. Lan hoàng hậu thì nó không có giống lan rô hoặc là vũ nữ, mà nó nằm, nó vươn thẳng đứng lên như thế này. Chứ nó không có vươn cái nhánh nó rũ sang, cong sang, mà nó vươn thẳng lên. Các bạn nhìn thấy cây lan hoàng hậu nè, nó vẫn giữ chất rừng. Nên thường cây lan hoàng hậu này nó ra hoa vào đầu mùa mưa hơn là vào mùa khô. Những loài hoa mà nó có thể ra hoa vào mùa khô á, là hầu như là nó đã bị lai rồi đó các bạn. Cho nên nó có thể ra hoa vào mùa khô với mùa mưa, và ra hoa quanh năm luôn cũng có. Chứ lan này nó mang tính chất rừng. Mùa mưa là ẩm á, ở trên rừng á, lan nó trổ nó ra hoa lắm. Giờ các bạn ngắm lại hai cái chậu lan hoàng hậu mà mình mới vừa sưu tầm về, nó chưa có ra hoa. Đợi ngày nó ra hoa thôi. Và chăm sóc cho nó khéo nó mới ra hoa nha. Thì nó cũng lan mà. Các bạn ơi, mình xin kết thúc video ở đây. Mình mến chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ bên bạn bè, gia đình và người thân. Chúc các bạn luôn sáng tạo để có những video hay. Các bạn hãy ủng hộ mình để mình có thể tiếp tục có những video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.